Nhưng rất yêu doanh nghiệp Việt và gian tin rằng là doanh nghiệp Việt sẽ có rất nhiều tiềm năng và khả năng để tạo ra đột phá. Mà đối với cái người mà CEO và founder người Việt Nam của mình đó, khi mà người ta họ xây dựng một công ty đến một thời điểm nào đấy, họ đều luôn mong muốn các anh các chị đó đều luôn mong muốn làm sao gọi là cho bản thân mình nhưng mà dừng gọi là cho đội nhóm mình rồi cho gia đình họ rồi cho xã hội, có nghĩa là luôn luôn cái mục tiêu và cái giá trị nó rất là lớn người ta họ thấy kết nối với đội nhóm và người ta thấy là người ta đang kết nối với công việc của họ người ta đang thấy công việc của họ nó họ tự hào họ đang đóng góp một cái điều gì đó lớn lao thì thật ra doanh nghiệp việt mình có được cái điểm đó mà tất cả các cái doanh nghiệp mà giang thấy thậm chí bây giờ đa quốc gia tại sao họ phải có họ phải đưa vào trong cái văn hóa của họ là cái chữ inclusive là cái chữ hòa hợp là vậy nhưng doanh nghiệp việt mình là có sẵn cái đó các anh chị và và giang xin khẳng định với các anh chị là Người Việt của mình là chỉ cần mà các anh chị kết nối và tận dụng được cái sức mạnh tập thể như vậy thì nó ghê gớm và nó khủng khiếp lắm. Bởi vì Giang đã từng chứng kiến có một số các doanh nghiệp trong 40 anh chị lãnh đạo có thể chỉ có một hai người biết tiếng Anh thôi. Và không có ai tốt nghiệp mà quốc gọi là du học đồ về hết đó. Nhưng mà người ta, Giang không có nói tên nhưng mà họ vẫn là cái doanh nghiệp mà gọi là hiện tại giờ trên sàn phải mười mấy tỷ rồi. Chính là cái sức mạnh tập thể về cái sự đồng lòng như thế.